Trong kịch bản là chỉ là hai đứa bị chút say, xong rồi ngồi sao chóng mặt quá này nọ là sẽ hôn nhau thôi, rồi sau đó ngã ra chứ không có cảm hở hơn, không có những cái gọi là nóng trên 18 cộng, cho nên là em nghĩ là